NK Mobile chào tất cả quý anh chị và quý cô chú đang xem video nhé. Hôm nay NK Mobile bên em sẽ lên cho anh chị là 10 năm chiếc điện thoại Nokia 6310i. Đây cũng là hàng mới về bên em nhé. Và tất cả máy ở trên video này đều là máy zin nguyên bản anh chị nhé. Đó, một chiếc máy mà rất là hot nhé, rất là nhiều người thích để sưu tầm. Cũng như là nếu mà chị nào để quà tặng biếu trực tiếp này rất là phù hợp anh chị nhé. Mẫu máy điện thoại Nokia 6310i. Đó, thì hôm nay về có tất cả là 10 năm chiếc và tất cả đều là máy zin nguyên bản anh chị nhé. Đây là máy zin nguyên bản có 3 màu cho anh chị, đó là màu vàng này. Đây là màu mặt vàng nhé, mặt vàng này, đó, mặt trắng này, đây là mặt trắng nhé, và nó có một mặt nữa, đó là cái mặt nó hơi vàng vàng, nó vàng nhạt, đây là màu vàng nhạt nhé, đó, thì đây là sẽ có 3 màu anh chị nhé, 3 màu này thì anh chị dùng màu nào cũng ok chị nhé, mình thích màu nào thôi, đó, còn này là thì tất cả máy đều là máy zin nguyên bản, pin zin chị nhé, pin zin kèm đốc sạc cho anh chị, đây này, kèm đốc và cục sạc zin cho anh chị nhé, nó sẽ chị sẽ cắm sạc ở trong cái chân này này, đây này, đây mình sẽ cắm sạc chân to vào đây nhé. Thì có cả sạc zin cho anh chị nhé, sạc zin này, đốc sạc zin này, pin zin và đương nhiên là máy zin gì nhé, một chiếc máy rất là đẹp anh chị nhé, Nokia 6310i đó. Còn cái chiếc máy thì em sẽ mở một chiếc cho anh chị xem nhá, mình sẽ lấy chiếc này đầu tiên đi, chiếc này thì nhá, đó, này, tổng quan của máy thì ngoại hình là khoảng 85-90%, đó, ngoại hình thì nó có hơi sức nhẹ nhưng mà rất là đẹp anh chị nhé, những chiếc mẹt như này còn rất là đẹp như này thì rất là ok luôn anh chị nhé, để sưu tầm tặng biếu rất là ok. Đó. Đây, máy đây. Anh chị nhìn bên máy này, pin zin này. Đó, máy zin nhá. Này. Đó. Em sẽ mở bật nguồn này. Bật nguồn thì anh chị cầm một cái sim to này nhá, một cái sim to này. Sau đó là mình lắp vào trong trong này nhá, mình sẽ lắp vào đây. Đây đúng cái chiều bát thế này. Và mình sẽ gạt cái này sang nhá. Gạt này sang. Sau đó là lắp pin lên, lắp pin nhá. Pin nó sẽ là hai cái chấu đồng nhá, hai cái chấu hai bên này. Mình sẽ lắp vào. Đấy, và sau đó lại bật nút nguồn nhé, bật nút nguồn. Đấy, một chiếc máy nó pin rất là trâu nhé, những chiếc này dùng kèm với lại pin zin như này ấy. Anh chị lắp sim này sóng khỏe, rất khỏe nhé, sóng dòng này rất khỏe và pin nó lâu về tầm khoảng độ 4-5 ngày thoải mái nhé, pin zin tầm 4-5 ngày thoải mái anh chị nhé. Cái này em là test chi tiết từng chiếc máy một rồi, anh chị về chỉ về lắp sim và sử dụng thôi nhé. Đó, đây, chiếc này tiếc gì chiếc này nó chỉ có tiếng Anh thôi chị nhé, chỉ có tiếng Anh thôi. Đó, máy thì một chiếc máy nghe gọi cơ bản. Đó, để sử dụng nghe gọi nhé. Đó thì em sẽ mở. Em sẽ gọi thử số điện thoại cho anh chị xem nhé. Đây. Em sẽ gọi nha. Đây nha. Gọi này. Anh chị chưa? Nó lùng nhé. Đấy. Chiếc này thì anh chị có thể là liên hệ em qua số điện thoại này luôn nhé, 0823 25 từ quý 1, hoặc là mình gọi đến qua số điện thoại là 0985 150 255 chị nhé. Đó, 150 255. Mẫu máy Nokia 6310i này bên em đang bán là từ 2 triệu đến 2 triệu 2 nhé, tùy vào ngoại hình của máy. Ngoại hình đẹp thì là 2 triệu 2, khá khá một chút thì là 2 triệu chị nhé. Kèm đầy đủ cho anh chị là đốc sạc như này này, đốc sạc này, đó, đốc sạc, sạc zin kể cắm ổ cắm nhé, và chiếc máy này kèm pin zin đủ cho anh chị nhé, và đương nhiên là một chiếc máy zin thì sẽ là trùng in mây chị nhé, trùng in mây đầy đủ rồi nhé, nên chị chỉ về việc lắp sim và sử dụng này, in mây của máy này, sau thang 06 thang nhé, 7060 nhé, 7060, tắt nguồn này, đó, tắt nguồn, đây, anh chị nhìn mây của máy chưa, 7060 chưa, trùng in mây nhé. Và bên em cam kết là zin 100% mình nhé, liên cái lô máy này là 100% luôn anh chị nhé, nên chị yên tâm để sưu tầm và tặng biếu nhé. Đó, đây là test anh chị một con máy khác nhé, đây là một chiếc máy này, một chiếc máy màu trắng đi. Đây, có chiếc này là chiếc máy 6310i full box nhé, full box, trên này full box anh chị nhé, full box luôn. Đây, bốc của máy đây, bốc của máy đây nhé, 6310i này, 8039 này. Đấy, đây, đây là sạc zin nhé, sạc zin tặng kèm đốc cho anh chị luôn nhé, tặng kèm đốc. Đấy. Chiếc máy full box này là bên em đang để là 3,5 triệu nhé, 3,5 triệu. Đây, 8038 luôn, đây in mày đây, 8039 nhé. Ok, trên in mày này 8039 đấy chị nhé. Ok, đấy, bật nguồn cho anh chị luôn này. Đây là một chiếc máy full box nhé. Đây.
Orange nhé, cái mạng Orange đó. Chiếc này thì nó sẽ hơn là có bóc chị nhé, bóc để sưu tầm nhé. Em sẽ test tiếp anh chị một chiếc máy đây nhé. Tất cả máy đều được vệ sinh và test đầy đủ cho anh chị rồi nhé. Và tất cả máy đều là máy rất là đẹp nhé chị nhé. Nó đẹp từ tầm 85 đến 90% đổ lên chị nhé. Đó. Đây. Mình sẽ lấy chiếc máy tiếp theo này. Đây là một chiếc máy màu vàng nhạt này. Và vàng cát đi. Còn đây là màu vàng nhé. Đây là vàng cát nhé. Đó. Nắp sim luôn này. Email của máy này chị nhé. Đây là máy châu Âu hết nhé chị nhé. Này. Email của máy này. 0546 nhé. 0546. Đấy. Bật nguồn này. Bật tay. Đấy. Máy thì chỉ về nắp sim và sử dụng thôi. Pin rất là trâu chị nhé. Pin là 4-5 ngày thoải mái. 0546 này. Ok anh chị nhé. Đấy, thì đây là chiếc điện thoại Nokia 6310i. Một mẫu máy mà rất là hot này nhé. Rất là hot và cầm sử dụng rất là thích chị nhé. Rất nhiều anh chị thích những dòng máy này. Nhưng mà anh chị để trên những chiếc Mercedes ấy, thì rất là tuyệt vời luôn chị nhé. Đó, nó hợp với những chiếc máy. Ngày trước là sẽ có dành cho những chiếc máy xe Mercedes. Đó, thì anh chị dùng chiếc máy này. Pin trâu này, sóng khỏe này, loa to này. Đó, rất là ok anh chị nhé. Rồi, cảm ơn chị đã xem video nhé.